áo nó dùng tay. Nắm đầu nó xuống. Rồi vậy sao nó nắm đầu nó xuống. Làm lại đây, lên táp, bay lên táp, bay lên táp nè. Đúng. Bay lên táp nha. Bay táp luôn, bay táp luôn. Một bay bay táp đi. Sao nói cái ơi? Đây là trái chôm chôm, các bạn có biết không? Đây là trái chôm chôm ít thôi. Chôm chôm này đang ở đâu? Bạn đang hiện tại đang ở đâu? Hiện tại mình đang ở Vĩnh Long các bạn. Hiện tại mình đang vô vườn chôm chôm của nhà vườn của bạn của mình. Đây, chùm chỉ có 3 trái thôi, phải xẹt của lấy liền. Wow. Một bầy chôm chôm. Một bầy chôm chôm ai ấy nè, không chịu ăn nè. Đây. Hồi ông chùm chứ ai. Everything that happens now is happening now. What happened then? That's when just now. Hello, xin chào anh Trường. Đây là chôm chôm nhà anh Trường, rất là ngon luôn đó. Đây mình sẽ bắt giỏ chắc ăn thử nha. Bạn có để đề mua không? Đây, thế là chôm chôm. Bạn thấy gì chưa? Đây là cục chôm chôm vỏ rất là dày ha, nhưng mà đặc biệt là không dính hột nha. Nói chung là cắp hết tất cả hột một cơm rất là. Ăn thử đi, nãy giờ bạn ăn trái nào chưa? Ăn rồi, ăn hết vườn luôn rồi. Nói nghe nè, đề nghị ăn vỏ chôm chôm quăng xuống sông nha. Mọi người đừng có để trên đây trắng dạng hết nha. Rồi, đã cái chôm chôm bên này. Everything that happens now is happening now. Ăn quyết liệt luôn. Không ơi, ăn quyết liệt luôn. Hột ẩm nó lên như vậy thôi. Thấy chưa? Đây là cái người mà tao bán hàng cái cây chuyên nghiệp này. Nè, phải đi chôm chôm nhiều lắm. Đấy, chôm chôm. Chôm chôm nè, chùm luôn đó, 15.000 một ký. Giờ cứ hái cho chị một ký đi rồi chị hái chị. Không, người ta bao ăn chứ không có bao hái. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan vườn chôm chôm của nhà Trường nha. Đó. Nói chờ có bà nào mập mập. Lấy hình nha mọi người. Nói chung là bây giờ thì cũng rất là trễ mùa rồi nhưng mà cũng còn rất là nhiều chôm chôm. Đây ha, trên đầu. Đấy. Bên kia là vườn nhãn. Bên này là vườn chôm chôm. Chôm chôm này lấy mà ăn cắn cái vỏ nó được không chôm? Được, không có thuốc sâu nha, chôm chôm này không có thuốc sâu. Mẹ lái qua lẹ đi kìa. Chị Ánh hụi bên đây ơi. Trong cái đầu bên kia là anh đẩy được không? Anh Hùng không đẩy đầu bên đây giùm em đi anh Hùng. Anh đẩy bên đây anh Hùng. Đẩy bên đây đúng rồi, mình mới ra cái đầu kia. Rồi. Rồi bơi đi. Ủa sao nó bơi luôn vậy? Biết rồi mọi người sống đẩy mạnh cái đầu á. Trời giờ nó ăn nó đẩy sao được ăn thôi hả? Gì? Em phải để cái kẹo bên đây mà. Không được, em chưa có hút cái kẹo qua đây được. Ông ơi, ông làm kiểu này được. Quay đi. Rồi bây giờ một đứa kìa. Để anh bẻ lá. Để anh ra đầu cho. Trời ơi, chôm chôm mấy bạn ơi. Chôm chôm, quẹo lừa. Chú, chôm nhiêu ký chú? 10.000. Ta bán có 5.000, sao bán 10.000? Hùng ơi, bên tay phải đi ra ngoài kia, không có vô nữa. Đây là đường đi ra biển sông, gì đó không biết. Trời, nổi trộn. Quay em nói nè. Quay em nói nè. Bây giờ chúng tôi đang di chuyển trên ghe cùng với tập đoàn ăn uống xuyên Việt của Cần Thơ. Chúng tôi đang di chuyển ra chợ nổi của Trà Ôn, một trong những chợ nổi, những đầu trung tâm mua bán về trái cây. Đây là người lái đồ của chúng tôi. Anh có cảm nghĩ gì khi ra tới chợ Trà Ôn anh? Chịu ông ơi, vừa đủ xài à. Đây. Thôi ra đây nước lớn nè, không có gì đâu sợ. Bỏ Migo đi. Cái Migo đâu? Đây. Migo đâu rồi? Cầm kìa. Đem lại chúng mở. Hello. Bán lụa tốt rồi đi. Em hỏi cái đẹp Sài Gòn mình. Đây 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 đi con. Từ từ nha coi coi. Rồi nha. Con có chừng nha. Có chỗ này nữa. Rồi ok. Lục bình ở miền Tây thì khi mà tới cái mùa nước nổi này thì khi mà có lục bình ở phía dưới thì chỉ cần là mình đem một cái lưới mình có thể là chỉ cần là mình hớt ở dưới thôi thì mình thu được rất là nhiều cá bóng trứng. Đó, và khúc này thì rất là nhiều người ta làm như vậy. Ủa cá bóng trứng, cá bóng. À, công dụng của lục bình có thể là cắt lên. Và ở phía trước chúng ta thì có một cái người đang đi đặt tôm. Đó, phải quay. Và hành trình chúng tôi thì đang trên đường đi ra chợ nổi của Trà Ôn nha. Má quay qua đây. Chú ơi cho con hỏi chú đang cái đó là chú đang đặt cái gì chú? Đặt lợp là con cá hay con tôm chú? À đặt tôm. Chú hiện giờ có tôm không mà mua chú? Dạ mấy giờ mình mới dở chú? Dạ. Dạ. Em cảm thấy nó vòng vòng. Mình có khoảng tầm 15 phút để ở ngoài đây là mình vô. À vậy hả? 15 phút từ đây là vô chổng là vừa đó. Ngồi yên Hùng ơi. Hả? Chứ ngồi ở giữa đi. Quán nhậu bờ kè, thấy chưa? Đâu? Đâu? Rồi thấy rồi. Rồi thấy rồi. Ủa sao? Đâu? Bây giờ chèo ra cho Hùng quay ghe giường khô cái là thôi mình chèo ra đó chèo vô không nổi. Đi vô đi. Bị dụ, bị dụ. Đây làm gì có. Nói nghe nè. Rồi giờ không ai phụ trơn hả? Không ai chèo. Không ai chèo là ở đây luôn á. Cái này để em nói. Có nghĩa là, đi ra ngoài đó để chúng ta tham quan và mua trái cây các loại khác rẻ hơn và có thể là uống cà phê đá hoặc ăn uống trên sông. Tuy nhiên bây giờ là do thủy triều đang rút. Thủy triều đang rút dàn rồi và ghe của mình đang trên đà là mình có thể là cắm vào đá, cho nên là tàu Titanic của mình sẽ không đi được nữa. Cho nên mọi hành khách xin vui lòng hẹn lại đợt sau thì mình sẽ đi sớm hơn nha. Hôm nay mình đã quá giờ, mình phải phụ thuộc vào con nước. Ước gì bây giờ mình có cái máy giống vậy kìa. Quay cái ghe đó, quay ghe đó. Ước gì mình được cái máy giống như vậy để mà mình ơi cô. Nắm lắm, nắm đuôi đeo, nắm đuôi đeo. Kinh doanh cũng giống như là chúng ta đang bơi trên dòng nước. Nếu như mà chúng ta không cố gắng thì chúng có nghĩa chúng ta không ở riêng một chỗ. Tôi rất là cố gắng bơi nhưng mà tiền của tôi không di chuyển một chút nào. Tôi nghĩ rằng, tôi thiết nghĩ là hành trình mà để chúng tôi về được tại nhà thì còn khá là lâu. Trời ơi, sướng, mặc quần khỏi mặc áo. Mặc không rộng. Ê, đừng có cho nó cắm cái mũi vô, banh mũi nha. Né. Sao giữa không đi mình nói gì trời. Sao kỳ vậy? Xuống bandit đó, bandit. Bandit. Ác lắm, hồi nãy ở giữa không có đi đâu ở đây. Trời bây giờ muốn nhảy xong anh biết. Mỹ ơi, em dùng hết sức mạnh của em đi Mỹ. Mà không có biết là được vô được trống không nữa nghe, hay là cạn rồi đó. Được mà. Không phải gỗ đi vô làm bánh vỗ mà đi xuống thì trống. Hùng nó sợ luôn rồi, muốn anh chấm đi theo rồi. Người ta gọi là đây là hình thức chống đẩy đó. Chôm nó chôm rồi. Vô xin bà nội ơi. Cho con cái lẩu lại, hồi nãy con lỡ đi kiếm tiền nó xích hết rồi. Lấy tay bé ơi. Ngón nào để ra là ngón nó ở lại như mấy đứa. Khu này là khu cắm tải nè. Và chúng ta hiện tại thì đang trên đường quay ngược trở vô. Thì rất là nhiều bưởi. Khu vực này là nguyên một vườn bưởi. Khu vực này là bên đây là cam sành. Nước này thì rất là đục và mùa này là mùa cá bống trứng nha. Thì mọi người thấy là giá cá bống trứng hiện tại cũng đang rất là tăng. 100g là 25.000, có nghĩa là 1kg khoảng 250. Cá bống trứng bây giờ rất là mắc, tại vì cá bống trứng là cá tự nhiên mà. Cái đó là cá bống trứng nuôi đó chị ơi. Thì đó chỉ mua 10.000 100g là 1kg 100 là chỉ mua cá bống trứng nuôi. Chứ nó gọi là trái gám. Trái gám chứ nó không ăn được. Đây bưởi nè. gì vậy con đứng cái gì còn mấy nhẹ trước đi. À cô đứng cái đi rồi chú ẩm nó lại. Sao mà cô đúng? Ai chứ sao đúng? À con muốn hay lại. Trời. Không có cười luôn, cười không có làm được đâu, làm mình bị đúng quá à, không được, đúng. Bây giờ là hai con đứng ở đây nha. Con đứng ở đây đi. Nhỏ hai được, nhỏ đứng được luôn. Tội nghiệp má. Rồi dịnh cho nó đi lên đi chợ. Rồi bây giờ con nhắm đây ha. Cô đu đây nha. Mình vô lên đó chú dắt con. 1 2 3. Lên. Đưa cái dầm đâu rồi? Không có được đâu. Ba con đứng đi. Ba để chú chừng lên. Đúng quá đúng rồi. Điếm võ vui quá. Con không muốn dơ tới vậy đâu. Thôi bây giờ sao con lên đây? Bên là quần dài. Ẩm nó lên. Đúng rồi. Nó bị vướng nó chạy vướng rồi dưới đấy nghe. Quá một bé là được chạy không? Nó nghe nè, quay lại cứu bạn. Quay lại chạy luôn lại đó tay hoài. Ai cha nói mày đi đánh giỡn mà mình mày. Đừng có lên. Rồi tiếp tục. Mấy đứa nặng quá à, chú cộng cái chú tôi đúng luôn trời. Chú không có nặng đâu, chú không có nặng đâu. Đi gheo đi trước đi. Đây mẹ có lên cho được con. Nó đi đời đó mẹ. Nó giờ mẹ mua chiếc khác. Xin chép. Nó giờ mẹ hết cho đâu. Nó chú giường nè. Cho vừa. Cái vừa đã nói rồi cơm nãy chiều ăn kem chôm hả? Mày đưa lớn biết sao? Lên. Hả? Nè. Đang quay cổ chú. Không, con ôm là đúng à, con nhìn thấy cái cây không? Tôi sẽ cho con lên cái cây trước nha. Con đậu lên cái cây nha. Cây nào? Đây nè. Nước hả? Hay là mình bơi ngược vậy cái cỡ dài vậy đi. Bơi ngược cũng không được. Rồi con bước lên cái miếng giác vô chú rồi dòm kìa. Rồi chạy đó. Bạn băng dịnh con. Dịnh bạn. Nắm lại con, nắm cổ lại. Còn hai bạn, dịnh bạn. Hai đứa té luôn nha. Cho con lên. Chơi xuống rồi. Con ở đây rồi. Con thoát hai đứa. Dạ thoát được hai đứa. Trời dân chết. Tôi đã nói rồi nãy ở cái cầu ở thời nãy đó để đi ra đi. Hồi nãy ai không chịu? Mấy người nào tôi kêu rồi. Tới cái cầu lên chứ không chịu đâu. Kêu lên cái cầu đó đi rồi à. Trời quá. Mà gãy miếng dán luôn. Rồi đi vậy nữa. Về được không? Hả? Bơi ngược về đi. Họ vô rửa lại sao? Họ chung rửa lại. Hai đứa mà. À, đây là cái mẫu fashion mới. Trời ơi, anh nghĩ xanh quay phải chụp đi cho đẹp, chụp biến phái nè, mẫu hot trong mùa hè của năm nay. Nó thấy đẹp không? Các bạn hãy sống một đôi nha để đi du hè hoặc là du vườn chôm chôm giống như vậy nhé.